Chị em coi anh em coi Covid rồi, hai thằng này đi mò cua bắt ốc rồi nè, nghe nhất là kính cùi à, có cái đầu quá độ. Nè 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 nhóc nè, con ní ní nè. Ní dừng quá. Để dành cho lớn. Để dành cho nó lớn. Ní thằng này có con mồi. Mò cua bắt ốc rồi nghe anh em. Mò cua không dính cua mà nó chỉ xảy con cua bự rồi chứ có dính cua. Kìa. Cái chỉ vậy đi. Để coi. Thằng nhóc kia không có gì hết. Xui xui thì sao? Chui không? Bắt cái này là dở lên bắt chứ không có mò. Có mò nhưng mà mò không dính. Cái ốc ngay tay kìa. Đâu? Cái bá ngay tay kìa. Cái ai? Chị hai á. Tao lại dính tay con không chứ. Đâu có biết mò đâu mà mò. Mò được nha. Mò được nha, mò dính của con luôn nha. Biết mò không? Con. Ô bé. Tiêu. Lần này là lần mò ốc thứ mấy rồi tính? Thứ hai. Thứ hai à? Hồi đó giờ mò được hai lần phải không? Dạ. Thật quá dữ mà. Người ta mò con này nó đi dở lụm không. Quá dữ. Cái này ai mà nói đi mò ốc là bậy nghe, cái này đi lụm ốc nha. Cũng có mò nha. Đi dở ốc. Cũng có mò nhưng mà. Bữa nay biết sao ốc hết không? Bắt đòi. Không phải tại vì không có ai đóng chuối chứ nó không có sụp xuống á, lấy gì mà dở. Thấy không? Ghê, quá ghê anh em à. Đây là công sức của tính cùi với Quy nha. Không có bỏ xả hả em? Quá ngon. Ốc mà mới ếch nữa. Chịu gì nổi hả? Chịu gì nổi. Mồi bén quá. Ốc mà, ốc ăn ốc mà mồi bén. Ăn lễ. Thì ăn lễ ạ. À. Ăn lớn á. Nhà mình ăn lễ luôn á. Cô quýt mà ăn vậy chứ sao vậy? Ốc ăn là quý vậy đó. Tôi thì phải nhờ ai đây? Nhỏ nó bắt cũng mau à, bắt cũng nhiều nó vậy. Ừ. Rồi ăn tích cực luôn rồi, ăn quá trời luôn rồi. Xíu à.